Ok, full lên em. Thì hôm nay là chủ nhật tuần đầu tiên của tháng 7. Thì tôi cũng khoe cái dự án là đang làm luôn. Dự án này mới bắt đầu bôi từ khoảng hơn là nửa tháng nay thôi. Thì từ ngày mười mấy á, lúc nhận được cái upset á, thì bắt đầu cái upset miễn phí trên mà UE nó cho hàng tháng, rồi bắt đầu bôi thử dự án. Thì làm nhiều thì cũng ghi chú lại đầy đủ hết, để coi cái tiến trình dự án làm sao. Thì bây giờ sau hơn nửa tháng tí thì cũng coi như hoàn thiện được 500 rồi. Thì muốn xong game cũng còn lâu lắm, tại mỗi ngày là chỉ có bắt đầu vào buổi tối được mấy tiếng thôi, thì tầm 8-9 giờ tối làm cho tới 1-2 giờ sáng, thời gian lại thì phải làm gì khác nữa, nên nói chung là cũng khá là bận. Thì đây là cái dự án cũng đang làm. Đây là cái phòng ban đầu, gọi là cái màn chơi tutorial đúng không? Đó, khi bắt đầu màn chơi như vậy thì coi như là cũng vui được khá nhiều thứ rồi. Phần lớn thì vẫn lấy con cái Logic Escape bạch cũ vào. Thì phần này thì sẽ tới tương tác nhiều hơn tí. Đây, phải chạy cái bản game riêng lẻ thì nó mới hỗ trợ được cái ngôn ngữ tiếng Việt. Thì tiếng Anh tiếng Việt thì vẫn cố gắng như cũ là bôi tiếng Việt cho anh em luôn, chứ mỗi tiếng Anh không thì cũng khó lắm. Đó, giờ chạy thử cái phiên bản của game không. Thì đang chạy trên cái trình bui nên nó rất là đắt. Đây là cái giao diện ban đầu. Thì game này là không hướng dẫn đâu. Thì nói chung là cũng hoàn thiện được cái menu. Mấy cái phần này thì sau này sẽ sửa lại hết. Này là cái menu chính của game. Hiện cũng chưa có bui, lấy tạm tấm hình này nhét vô thôi. Phần option thì cũng tương đối đầy đủ rồi. Đó. Phần option thì tôi vẫn dùng của cái sụt cũ nhưng mà tối ưu lại giao diện. Tiếng Việt thì tiếng Anh đầy đủ nha. Đây. Thì nói chung là tiếng Anh tiếng Việt đầy đủ hết. Thì nói chung là trước mắt là bôi tiếng Việt đi. Làm tới đâu thì dịch tới đó. Vẫn ưu tiên là làm tiếng Việt trước. Mặc dù hầu hết thì các anh em này chơi được tiếng Anh. Thêm nữa con game này giải đố nên là không có phần trọng ngôn ngữ đâu. Để tôi giảm cái tiếng xuống. Nhạc thì sau này chắc cũng đi mua vài bài khác rồi lắp vô thay luôn, nên cái này vẫn là bản nhạc cũ. Đó đây, anh em thấy hiện tượng xé hình là do mà đang chạy trên nền tảng bui nên nó gì đó. Thì vô mà cắt FPS xuống. Vẫn hơi xé anh tí, thì do đang chạy bui thôi. Thì bây giờ có thêm cái tương đương mới cho game là cái khả năng tương tác rất là cao. Đây, em có thể lấy đồ về xây về xem nó nè, nó hay quăng ném thoải mái. Đó, thì cũng là tự khớp luôn. Đây là cái hướng dẫn điều khiển. Đó, như cái ghế bị lật là anh em nhặt lên nó thoải mái, có thể dựng đứng nó lên nè, xây nó nhiều vòng cũng được nữa. Thì coi như cái yếu tố này sau này để đưa vô game có thể là tương tác nhiều hơn, sáng tạo nhiều câu đố hơn. Đó, anh em có thể tự khớp luôn. Có cái ô màu vàng này thì có thể tương tác nè, ngắt cái đầu lắp qua là chẳng hạn. Đó, thì lúc mà phích vật phẩm thì góc trái dưới nó có hiện mấy cái tương tác xây nè, đặt lại cái góc độ nè, đó ném nè. Rồi tương tự thì vừa có thể dùng key card để mở cửa được chẳng hạn. Đó, đây là hai bên lẻ trái và phải. Cái này tôi dựng cái bản tutorial demo thôi nên chưa có gì đâu, cũng để sẵn mấy cục pin nè, chỉ cần lắp vô cửa là lên thôi. Cầm đưa qua cho đàng hoàng, ném ném cái gì. Đó, thì hiện tại cửa chưa có mở đâu, tại vì tôi chưa có đặt cấu hình gì cho nó hết. Thì ngoài ra anh em có thể là tương tác với rất nhiều thứ khác nữa. Đây, chạy trên cái bui đi. Chạy trên cái bui này á, thì nó không có thể hiện được cái tiếng Việt, nó không có hiện được tiếng Việt nên nó tương đối là lỗi luôn. Chu ngày 3 ngày 4 ok. Đó, thì ngoài ra anh em có thể tương tác thêm rất nhiều thứ khác nữa, chứ không phải là chỉ mỗi cái đó. Giống như đây là cái kho vật phẩm nè, chúng ta có cây súng nước đàng hoàng nè. Đó, thì tương tác môi trường rồi nha. Như là bắn bể cái dưa hấu, là trái dưa hấu tôi phải đem vô cái chỉnh sửa ảnh rồi tôi cắt ra rất là nhiều thứ. như mấy trái cam với quýt sồi nè, để cắt đem vô gắn cắt rất là nhiều luôn, chứ không phải là muốn bắn vô bể bể, nên tối ưu nó cũng hơi mệt á. Bắn sập được bức tường nữa nè, mấy cái dàn vũ khí này cũng được luôn, nên phần này làm rất là mệt. Đó thì trước mắt cơ bản đơn giản vậy thôi, là cái vũ khí cầm tay có thể dục ra thì cũng có thể lụm vô thôi. Đạn thì không có giới hạn đâu, nên nhớ đây là con game giải đố chứ không phải game hành động hay bắn súng gì hết. Cái yếu tố giải đố chủ yếu là mình bắn phá vỡ môi trường rồi tìm cái khác thôi. Đó đi chơi để phim quay đó. Thì hiện tại thì trước mắt nó chỉ có bao nhiêu đây thôi, chưa có gì nhiều nữa, thì mới làm có khoảng nửa tháng à. Thì sau này là tính ra tiến độ khoảng 500 đó. Rồi thì trước mắt tương đối như vậy. Thời gian bui thì ngày cũng 5-7 tiếng, 4-5 tiếng chứ không tới 5-7. Chưa có bữa nay chủ nhật nghỉ thì mới 5-7 tiếng nè. Còn mà bình thường là chỉ là buổi tối từ khoảng 20 giờ cho đến 1-2 giờ sáng thôi. Thì cũng chia sẻ tí kinh nghiệm mà làm mấy game này cho anh em luôn, để chủ yếu là tránh đi vô cái vết xe đổ như thế của tôi đó, chứ không phải là kinh nghiệm gì nhiều hơn. Thì đầu tiên là định hướng của game này của tôi là hướng đến nền tảng là game PC trên máy tính, game trên máy tính đó. Thể loại vẫn indie với giải đố thôi. Giải đố thì hai cái thẻ này rất là nhiều luôn, cạnh tranh tỷ lệ rất là cao, nên con game này chủ yếu cũng làm chơi chơi tí. Nó vẫn là thể loại đơn giản casual, nó tem. Thì sau này anh em muốn làm game á thì có thể bắt đầu từ rất nhiều thứ. Tài liệu học thì anh em có thể học qua 4 cái chủ yếu nè. Cái nào tôi để trong một chuông là tôi chưa có kinh nghiệm gì đó, nhưng mà nó vẫn nằm trong này. Đây dựa trên kinh nghiệm cá nhân của người mới học vài tháng thôi nha. Chứ anh em muốn chuyên nghiệp thì cứ thể ra trung tâm ấy, mà trung tâm đợi chuyên nghiệp đó thử. Như học qua YouTube thì có rất là nhiều cái tài liệu học luôn. Đây, tôi là chủ yếu học qua YouTube đó chứ không có học qua chỗ nào nữa. Đây là một số cái coi tài liệu học nè, hầu hết là cái link YouTube hết. Bên đây cũng gì luôn, thì bên đây là cũng lưu vào mấy cái thư viện riêng. Thì nói chung là anh em có thời gian thì cứ lên coi video học hướng dẫn làm, họ chia sẻ rất là nhiều thứ trên đây. Tất nhiên mấy cái này chỉ là cơ bản thôi, sau này lên cao thì phải tự làm rất nhiều thứ dựa trên những cái cơ bản mình tự phát triển á, chứ không ai là mô tả cho anh em cái mà cách bắt được con cá đầy đủ hết biết đâu. Người ta họ dạy anh em là làm cái cần câu với mồi thôi, còn là phải tự lực cánh sinh rất là nhiều. Rồi tiếp theo là anh em có thể học qua cái nền tảng Udemy. Udemy này thì nói chung là một cái trang mà dạng dạy học trực tuyến, thì có rất nhiều cái khóa học đây. Thì anh em nào có thể đầu tư tiền bạc thì có thể mua để học là chắc ăn hơn. Còn nếu như là khóa học miễn phí thì vẫn có miễn phí, nhưng là chủ yếu họ mời chào cái demo á. Ngoài ra thì mấy cái khóa miễn phí này nó đã rất là cũ rồi, UE bây giờ đã cập nhật rất là liên tục. Thì tất nhiên không phải Unreal thôi, mà anh em có thể học qua nhiều cái bằng nhiều cái khác nữa. Tôi thì bây giờ tập trung vô Unreal nhiều hơn, tại không có thời gian để làm bên bán cái khác. Thì tí nữa sẽ nói cái phần tại sao dùng Unreal sau. Thì đây là các khóa học của họ nè, giá Việt Nam đồng thì cũng hơi chua anh tí, với lại là không có ngôn ngữ tiếng Việt, có mà hình như rất ít luôn. Có 3 cái ngôn ngữ tiếng Việt nè, một số lại là phần dịch thực theo cái kiểu mà Google dịch nữa, rất là khó hiểu, nên em cố gắng đọc suốt tiếng Anh á. Đọc phụ đề tiếng Anh không biết thì cứ dịch ra từ từ từng chữ thôi. Tiếng Anh tôi thì cũng kém thôi chứ không biết gì đâu, hồi nhỏ học ở căn bản thì tới giờ vẫn vậy. Hồi đó ở vườn gú nữa chứ mấy cái tỉnh lẻ với tôi thì môn Anh văn ngoại ngữ đó đâu có được chú trọng phát triển đâu, nên mất căn bản à. Sau này đi làm cũng không có cơ hội dùng nhiều, nên khá là thọt cái mảng đó luôn. Sách thì ở dưới tôi cũng dạng gừng nên không có mấy cái nhà sách này, là thư viện nó cũng nhỏ lắm, nên sách này chắc anh em đặt mua trên mạng á. Tuy nhiên sách có cái vấn đề là nó cũng lỗi thời rất là mau, nó không được cập nhật liên tục với mà mấy cái bản giá thì bản sửa lỗi vậy, nên cái này anh em có tìm hiểu rồi cứ lên căn bản thôi. Ebook thì cũng gì luôn, ebook thì được cái xe rộng rãi, nhưng có điều tài liệu Unreal thì gần như không có đâu. Tiếng Việt thì gần như không có, tiếng Anh thì cũng tương đối nhiều nhưng mà nó cũng không có hợp thời, nên anh em chú trọng học online trực tuyến hai cái đầu. Còn cái điều kiện tốt nhất thì cứ ra mấy cái trung tâm đó, cứ ra mấy cái trung tâm mà đào tạo chuyên nghiệp đó, anh em học đó họ định hướng rõ ràng luôn. Thì tự học thì có một cái vấn đề đầu tiên đó là dễ mất căn bản, thứ hai là dễ bỏ cuộc lắm, không có mà ai mà không có yếu tố tự học được thì hơi khó. Tiếp theo nữa là cái phần mềm để anh em làm một con game. Thì cái này định hướng ban đầu của tôi là cái này thôi, nên tôi nói chuyên về cái mảng này thôi nha. Đó, chuyên về cái dòng này thôi. Thì ban đầu anh em hiện tại á, thì có ba cái ngôn ngữ mà lập trình chính, không phải ngôn ngữ lập trình mà ba cái mà dạng mà engine chính của game á, thì anh em có thể dùng Unity, Unreal, Godot, mỗi cái có thế mạnh riêng. Unity này á thì nó rất là phổ biến ở Việt Nam luôn, cực kỳ phổ biến luôn. Tôi phải nói là 90% các game ở Việt Nam được dựng trên cái nền Unity này đó. Unity thì tất nhiên nó cũng có thu phí nữa, nhưng mà nếu anh em làm game thì hãy tính tới chuyện đó, làm chuyên nghiệp. Còn anh em trong quá trình học tập thì cứ dùng miễn phí thôi. Unreal họ có rất là nhiều cái nền tảng phá học tiếng Việt đồ đầy đủ hết đó. Anh em muốn học thì cứ lên tìm hiểu mấy cái khóa học dạy trực tuyến cũng có luôn. Thì tôi lúc trước thì cũng có học qua cái phá Unreal là của Unity một lần, nhưng mà sau này lại chọn Unreal. Lý do chọn thì cũng vớ vẩn lắm, tại vì thấy cái Unreal nó đẹp nên chọn học thôi. Đây là cái phá Unity, anh em đam mê có thể vô học từng bước học cơ chế, từ cách điều khiển, cái bối cảnh menu đó. Nói chung bây giờ là mấy video này nhiều lắm, anh em chịu khó học Unity rất dễ học. Còn ngược lại Unreal á thì hầu như không có tài liệu tiếng Việt luôn nha, tôi tìm rất nhiều mà không có. Cuối cùng thì cũng có nhưng mà rất ít, với lại họ không có đào tạo chuyên sâu game nữa, nên cuối cùng là tôi phải học cái Unreal Engine này qua mấy cái phá của mà bên gọi là kiến trúc á, kiến trúc với xây dựng nhiều hơn. Thì học cơ bản bên kiến trúc xây dựng thì biết cách là đặt cái ô vô cái khung đó làm sao, như mình ném cái cửa từ bên ngoài vô cái mà game mình như thế nào, làm sao để chạy ra nhấn E để mở cái cửa nó ra chẳng hạn. Thì hồi đó là tôi mất gần 3 tuần mới mở được cái cửa tự làm á. Lúc bắt đầu học thì tôi học vào tháng 10 năm ngoái, học vừa làm con Logic Escape luôn. Thì làm được một thời gian thì tới tháng 2, tháng 3 gì là hoàn thiện game này, đăng lên Steam. Thì game này cũng gần như là đít rồi, nên bây giờ tôi sẽ phát triển dự án mới, là cái dự án hồi nãy là Logic Escape. Unreal này á, tí nữa thì sẽ so sánh thế mạnh nó sao. Mà thực sự Unreal thì không phổ biến ở Việt Nam nhiều đâu, anh em mới bắt đầu mà đâm đầu vô Unreal thì cũng hơi bị cực đó. Phiên anh em có làm thì nên nghiên cứu Unity trước, mình có căn bản rồi thì mình làm cái nào cũng nhanh cho nó. Còn một cái nữa rất ít người dùng nữa, nhưng mà nó rất là phổ biến nước ngoài đang gần đây, gọi là Godot. Godot này thì cái ngôn ngữ lập trình nó cũng tương đối nhỏ thôi, nó được cái rất là nhẹ, nó đang nổi lên gần đây, cộng đồng thì cũng đang quan tâm chăm chút bui nó từ từ đó. Thì nó cũng gần 15 tuổi rồi, tôi nghĩ thì 15 tuổi họ sẽ update cái bản rất là lớn nữa thôi. Thì Godot thì được cái miễn phí rất nhiều, Unity thì nó sẽ tính phí anh em theo tháng. Nếu như anh em làm thương mại sau này thì khi đủ mà đạt đủ điều kiện á thì Unity thu phí bao nhiêu tôi cũng không nhớ rõ nữa. Còn Unreal này á, thì anh em mà đạt được doanh thu trên 1 triệu đô thì nó mới tính phí có 5% thôi, nhưng mà con số 1 triệu đô thì rất là đáng mơ ước rồi, chắc là tôi không bao giờ có thể đâu. Nên gần như là Unreal miễn phí luôn. Godot thì nó miễn phí, Godot thì rất là nhẹ. Bây giờ so sánh với ba này á, hiện Unity thì nó thế mạnh của nó là rất là phổ biến ở Việt Nam, tài liệu thì cực kỳ nhiều luôn, anh em học thoải mái, hầu như là không có hạn chế về cái kho thư viện của nó. Ngoài ra nó còn một cái nữa là cái kho offset của nó rất là nhiều, 2D, 3D, add-on, audio, AI gì nè đó, offset rất là nhiều luôn. Không những mà trả phí thì còn có miễn phí nữa nha, đây đó, trả phí miễn phí nữa. Thì do đặc thù của mỗi cái nên họ có cái giấy phép hết. Anh em mà xài con game trên Unreal á, anh em thiết kế con game bằng Unreal á thì không được sử dụng offset từ Unity nhiều. Một cái thì một số thì vẫn có thể sử dụng nha, nhưng đa số là không. Như cái chứng chỉ này, chứng chỉ của mà Unity nè, anh em không thể áp dụng được qua mà cái bên Unreal đâu. Đó là cái vấn đề thứ nhất, anh em không thể là dùng chéo mấy tài nguyên được. Một số cái tài nguyên anh em bỏ tiền mua thì tất nhiên dùng được, mình mua thì do cái người bán họ muốn phân phối nền tảng nào họ phân phối thôi. Còn nếu như độc quyền của Unity thì mình không thể dùng được. Thì đó là điểm mạnh của Unity, nó rất là phổ biến, nhiều tài liệu, cái kho thư viện rất là đồ sộ. Còn anh em mà qua UE á, thì cái ưu điểm đầu tiên của UE á, thì nó công nghệ mới, nên nó hỗ trợ nhiều thứ mới luôn, là đang phát triển liên tục. Chính vì vậy mà nó cũng không có ổn định nhiều nữa, gặp lỗi bết. Trong quá trình làm game mà mấy cái lỗi bết là rất là nhiều luôn. Anh em xài Unreal thì tự mò fix lỗi hơi bị chua nha. Ngoài ra thì InView nó còn mạnh cái điểm nữa là 3D với ánh sáng. Thì tất nhiên là do dân kiến trúc dùng nhiều thì cũng gì thấy mạnh rồi đó. Đúng như cái tên gọi luôn nè, nó rất là chân thực, gần như là thực sự đến nỗi mà giống như cuộc đời ở bên ngoài đó, gọi là realistic. Thì ngoài hai đó ra thì InView nó cũng có một cái thư viện nữa, mà thư viện nó thì không có nhiều. Thì tất nhiên những có các tài nguyên miễn phí của InView để cạnh tranh với các khác thôi. Thư viện mà UE vẫn có nhưng mà số lượng thì không nhiều mấy, đủ để anh em dùng cơ bản trong mấy game đó, với mà một số tài liệu học. Thì cuối cùng là thằng Godot thì thằng trẻ nhỏ nhất, cộng đồng cũng ít, nhưng mà một số người dùng. Tôi để nó trong mặt vuông tại vì tôi chưa dùng nó bao giờ, nhưng mà đọc trên mấy cái mà diễn đàn dev công nghệ rồi đó thì thấy họ rất là nhiều luôn, dùng rất là nhiều. Chủ yếu anh em mới bắt đầu tập những làm game mà không có kiến thức gì đó. Tôi lúc đầu cũng không có kiến thức cân nền gì nha, dạng như là không biết gì luôn, một tịch hoàn toàn á, nhưng mà vẫn đâm đầu vô InView nên chịu thôi. Còn anh em mới bắt đầu thì có thể nghiên cứu vào Godot tại vì nó đơn giản. Ngoài ra thì còn một số cái mà Endia nữa, tuy nhiên không được phổ biến nhưng mà chưa có tìm hiểu thông tin nên tôi không đưa vô list. Anh em thì có thể lên mạng gõ từ khóa tìm kiếm mà học thôi. Trong cái quá trình làm game thì cái phần mềm nó có rất nhiều thứ nên tôi chỉ chia ra 4 loại chính, là cái loại 2D nữa nè. 2D này anh em biết tí Photoshop với AI là làm được. Ngoài ra có game với AutoCAD thì thằng để tôi nó làm. Tôi thấy cái thằng mà lúc trước nó làm bên thiết kế, nó làm vẽ mặt hàng này thì cũng vẫn có thể sử dụng được. Thì nói chung là trong 4 thằng này anh em chỉ cần khoảng là 1 đến 2 thằng là đủ dùng rồi. Biết xài thôi, không cần phải xài giỏi, mình chỉ cần biết để mình dễ dẻ mấy cái thứ cơ bản như thế này là được rồi đó. Kéo thả cắt tỉa thông tin này đưa ra mấy cái đó. Anh em phải dựng cái mà dù làm 3D 2D cũng phải biết cái Photoshop này, sau này cắt tỉa là UV đầu đưa đi nó rất là nhiều á. Thì AI nó cũng tương tự thôi nhưng mà chi tiết hơn tí. Thì anh em thích dùng thằng nào cũng được. Nói chung là 2D là phải biết cái này khá là nhiều. Tới 3D thì có kết úp thì chủ yếu là nó làm được thôi, chứ tôi nghĩ nó không có mạnh về cái mảng game. Cái nữa là Maya này thì nó là mạnh về cái mảng animation là dạng chuyển động á, như cái thằng người đang mở cửa nè. Animation trong game không dễ đâu nha, nó cũng khó như hoạt hình đó, như cái yếu tố combat này nữa nè, như lâu combat nè, như anh em đấm một người thì giơ cú đấm lên có hành động đưa cái chân lên, chỉnh từng cái khung xương, nên cái animation nó rất quan trọng. Nhất là từ Maya anh em export ra 3 cái nền tảng này nữa thì nó cũng rất là dễ. Tuy nhiên Maya nó rất khó dùng chứ nó có thu phí. Còn miễn phí có Blender này thì tôi vừa dùng tạo 3D thì thi thoảng cũng cắt tỉa 2D luôn. Blender được cái miễn phí, nó có sẵn trên Steam luôn á, anh em cứ mở Steam lên gõ Blender vô ra thì đây. Thì Blender tôi cũng đang vẽ nè đó, đang thử thôi. Như đây là một cái cầu trong game tôi nè, anh em nhìn theo cái hướng ngang á, cái trục mà xanh lá, trục xanh lá nè, sẽ thấy cái này là số 3 đó, nhưng thực tế không phải số 3 đâu. Anh em nhìn hướng trực diện theo trục đỏ lại là số 2, còn anh em nhìn ngược qua số 2 nữa thì đương nhiên là số 5 rồi đó. Nó chỉ tạo thành mấy cái que như thế này thôi đó, anh em có thể nhìn ra 3 con số khác nhau. Thì chủ yếu là anh em biết cái dùng cơ bản là được. Khóa học Blender thì cũng nhiều lắm, vừa có khóa nước ngoài tiếng Anh thì vừa có tiếng Việt luôn. Tôi nhớ rồi đó, tôi học là nhập môn Blender với bị bà vẽ cái bánh donut đó. Đây mình nhớ chỗ nó bấm này. Thì chủ yếu là mình biết cách xài cơ bản như thế này được rồi, cái này là nhập môn cơ bản thôi, anh em cứ coi làm theo video là được. Thì nhìn chung thì trước giờ tôi cũng lần đầu tiên đụng đến phần mềm 3D đó, nên vẽ chập chững lắm. Lúc đầu gần sức cái file nặng mấy trăm mê nữa mà cũng nhét vô game này đơn game luôn, rất là lỗi. Rồi tiếp theo là cái bánh donut. Thì cái này vẫn là cơ bản lập trình của cơ bản của cái 3D. Anh em chỉ cần biết mấy cái cơ bản là vẽ được 3D cơ bản. Còn muốn cao cấp nữa thì anh em phải chuyên sâu hơn rồi, cái đó là bên mà design rồi. Tôi không chuyên mảng đó, anh không có được. Media là cái gì? Media gồm rất là nhiều thứ luôn, như cái SFX là cái hiệu ứng âm thanh khi anh em là bước chân mở cửa hay là bấm chuông rồi chẳng hạn, khi anh em đấm vô vật thể nó cũng phát ra âm thanh nữa. Thì ngoài ra anh em còn phải dựng mấy cái mà cinematic, các cảnh game á, cinematic anh em đưa ra ngoài dựng thì nó đẹp hơn với nó tối ưu hơn. Còn anh em render trực tiếp trong game thì phải gần rất nhiều thứ hơn, cái đó là tùy anh em thôi. Hoặc là anh em dựng cái trailer game chẳng hạn, nói chung là mấy cái hình ảnh âm thanh video ở ngoài anh em chèn vô. Nhưng sau này anh em mở game lên thì có cái lời chào hiện lên cái logo dưới chạy chạy, anh em có thể dùng Adobe Effect. Thì tôi chỉ biết dùng có ba này thôi nên tôi đưa vô list. Thì cũng lần đầu đụng đến cái file video luôn. Lần trước render cái video có một phút mấy mà hết 80GB mà hết mấy tiếng ngồi á. Lúc đó là không biết chỉnh hết, cứ render mặc định. Sau này thì cũng khôn khôn ra tí biết cách mò. Còn hai này là hai cái phần chuyên về âm thanh. Thì cái này chủ yếu là cứ mix lên xuống thôi, chứ tôi cũng không biết dùng nhiều. Đụng tới cơ bản mò đến đâu thì nói chung là làm tới đâu dính cái chuyện gì thì cứ học đến đó. Code thì anh em quan trọng nhất là vẫn là C++. Thì sau này á, anh em học C++ thì nó hầu hết cái game hỗ trợ luôn. C thăng thì cũng có nhưng mà nó ít hơn. Tôi thấy là chủ yếu là C++ á. Thì cứ tự học C++ thôi. Tôi thì hồi xưa ở đại học có học tí giáo trình qua loa chứ, nhưng mà cũng chả biết gì cho nó. Giáo trình tôi học là C chứ không phải C++ hay là C thăng này đó. Này gọi là C# á. Nhưng mà nếu như anh em không chuyên ngành thì thấy dấu thăng này đọc là C thăng cũng được. C++ với C#. Python thì sau này anh em mà phát triển thêm một số thứ nữa thì Python dễ hơn. Python đơn giản dễ học. Thì tôi hồi tháng 10 năm ngoái cũng chả biết gì về ba cái này đâu, chỉ biết mỗi cái PHP trên web thôi. Chứ mà CSS nữa là bên đó bên web mà chỉ biết mỗi hai đó thôi, nên trong quá trình mà học game thì cũng tự học hai cái này luôn. C# thì chưa có đụng tới nhiều tại vì thấy ứng dụng rất ít. Anh em làm game bằng Unreal Engine thì có cái gọi là plugin. Plugin là dạng kéo thả. Thậm chí mỗi cái plugin này anh em vẫn có thể làm được con game nữa, chứ không cần cái mà biết code luôn. Nhưng mà khó lắm. Tốt nhất anh em vẫn phải biết cái một ít C++ để sau là có thêm. Tuy nhiên dựng một con game thì hầu hết cái plugin có thể cơ bản làm được 80-90% con game luôn. Còn lại là khoảng 10-20% là anh em dùng C++ á. Đó. Nhìn anh em mà không kết hợp C++ thì nó sẽ gói như tơ vò như thế này nè. Nhìn nó giống mà mê cung bùa lú không? Đó. Thì tốt nhất vẫn là kết hợp cả hai cái plugin và C++ là tốt nhất. Còn bên mà tất nhiên bên mà Unity thì cũng có cái dạng kéo thả tương tự như bên Unreal vậy đó. Nó có tên là Unity Visual Script. Nó thì cũng tương tự vậy thôi. Nói chung cái này thì anh em nào bắt tay vô làm thì mới biết được nó tí. Chứ bây giờ quảng cáo giới thiệu sơ qua đó. Thằng này thì tôi thấy giao diện nó không có trực quan bằng thằng Unreal, plugin của Unreal. Thì hầu hết 90% thời gian thì tôi vẫn làm trên cái mà plugin của Unreal á. Còn lại có lỗi mà hay là phát sinh thêm cái gì hoặc là cái hiệu ứng không có thì mới dùng tới C++. Giống như cái hàm for, cái hàm dòng lập á, cho nên mà Unreal thì nó không có hàm delay chính giữa, cuối cùng phải đưa qua C++ có thêm một phần đó để đưa ngược vô game thành cái Unreal, thành một cái mà nút trong plugin. Thì anh em nào bắt tay vào làm việc thì mới biết ba cái đó thôi. Bây giờ quảng cáo sơ vậy. Godot thì cũng có nữa. Godot thì nó trực quan dễ hơn, nhưng mà tôi chưa có xài nó nên không biết, nên không có đưa vô đây. Thì đấy chỉ là cái phần code thôi. Anh em trong cái phần code này thì tốt nhất là học code trước rồi mới làm dự án, chứ vừa làm vừa học là không hiểu gì đâu. Thì cái phần thứ tư thì offset và cái bản quyền. Hai cái này rất là quan trọng luôn. Anh em có thể code game thoải mái, nhưng mà vẫn phải đi mua offset như là liên quan với bản quyền này. Offset này thì nó chiêu rất nhiều loại luôn. Định hướng con game ban đầu anh em muốn làm thể loại gì á, anh em xác định ngay từ đầu. Ví dụ như anh em mà làm con game như cái hồi nãy của tôi, nó được gọi là cái phong cách đồ họa Foley. Thì Foley nó rất nhiều loại là Foley, Polygon hay là Lock. Lock là anh em biết như con Binary Gap hay là cái con game gì mà mấy đứa nhỏ hay chơi á, Group Lock gì đó. Đó, thì đây đã dạng Foley. Foley thì nó cũng như có vuông vậy đó, nhưng mà nó mịn hơn tí. Thì tùy cái đó thôi. Thì một con game kết hợp rất là nhiều loại luôn. Và Lock là pixel à. Cái này cũng là một dạng của Foley nữa, nhưng mà nó mượt hơn rất là nhiều. Đó. Thì con game hồi nãy tôi đang định hướng đến phong cách đồ họa như thế này đó. Chủ yếu một phần nữa vì đưa lên Blender nó vẽ thì dễ hơn. Tại vì hồi đó làm yếu cái mảng đồ họa quá nên tập trung vào cái mảng này để mà tối ưu hơn tí. Realistic là mấy con game 2A 3A mà dàn máy cao cấp hồi xưa hay dùng như GTA mod đó, nó rất là chân thực đẹp luôn. Realistic thì Realistic Fantasy rồi chẳng hạn, như là bối cảnh trung cổ vậy đó. Đó. Thì giống như mấy con game mà bây giờ thì đại đa số là mấy game 3A thì đều như thế hết. Đó, đồ họa rất là chân thực đẹp và sống động. Nè. Cái này không có đâu, cái này nhắc vô thôi. Hai cái này là như là Witcher 3 chứ mà cái game gì bắn súng GSD Redemption 2 đó. Đó thì hầu hết các game nổi tiếng như là Death Stranding nè, Call of Duty nè, Last of Us nè, thì chủ yếu là mấy cái đồ họa nó rất là chân thực. Loại này thì anh em phải làm trong studio lớn, chứ cá nhân ban đầu phát triển những cái dòng game mà dạng indie á thì tôi nghĩ nên bỏ qua cái kiểu này đi, tại vì nó rất là nặng về mặt tài nguyên là thứ nhất, cái thứ hai nữa là kinh tế, cái thứ ba là thời gian nữa. Tài nguyên thì anh em mà chủ yếu là cái thực toán anh em phải tối ưu, đồ họa đẹp thì phải tối ưu rất là nhiều, không phải chỉ vứt đồ đẹp vô thôi. Đồ đẹp anh em lấy trên mạng có rất nhiều luôn, có tiền là mua được, nhưng mà đưa vô game lại là một chuyện khác. Thì cái nữa là giá, thì tất nhiên là nó càng đẹp càng thực thì giá nó phải cao rồi, hầu hết là vài trăm đô tới cả ngàn đô lít cho mỗi cái upset nha, chứ không phải một bộ, mỗi cái món đường lẻ. Thì hai em thì tất nhiên là dàn máy anh em phải khủng khiếp lắm thì mới gánh nổi cái đó trong lúc làm. Thì tôi bây giờ tập trung đến đồ họa fully thôi. Thì ngoài ra còn có rất nhiều phong cách đồ họa khác như 2D với pixel art. Hai cái này thì một con game có thể nhiều phong cách đồ họa nha, nó vừa 2D vừa pixel art là bình thường. Pixel art là mấy con game dạng như mà nghệ thuật được tạo từ những cái đốm, anh em sẽ thấy rõ cái pixel đó luôn. Thì cái này mang phong cách hoài cổ rất là nhiều. Là con Pixel này lên là Pixel art rồi, đúng rồi nè. Đó. Thì cái này là nó chỉ đơn giản chứ không phải là dễ, nó không xấu mà cũng gọi là đẹp thì cũng được, nhưng mà nó mang thiên hướng nghệ thuật nhiều hơn. Thì chính cái từ art trong cái tên gọi của cái thể loại đồ họa này thì nó chính là chữ nghệ thuật này còn gì nữa. Đó, Vampire Survivor nè, một con game rất là đậm chất mà Pixel art luôn. Thì con game này không ai nói nó khen nó đẹp đâu, nói chung là nhìn được thôi, nhưng mà cái gameplay nó quá cuốn nên nó nổi tiếng. Cũng một thời gian chế tiểu nên sau này nổi lên như một vị thần luôn. Thì 2D khỏi nói rồi chứ gì. 2D chắc anh em nào cũng biết, cái thời mà Mario màn hình băng của tuổi thơ á thì nó là 2D. Thì tất nhiên vẫn còn cái phong cách đồ họa nữa, như cel shader nè, cartoon nè, isometric rồi chẳng hạn. Isometric là cái phong cách mà anh em bui dạng khối vuông đó. Đó, cái lóc mà nhìn xéo xuyên về trên xuống đó, như thế này nè. Rồi Logic Escape cũng là một cái con game thuộc thể loại tương tự như thế này á. Đây nè, xây một căn phòng. Thì Việt Nam mình tôi nhớ cũng có một con game mà dạng game setup hay là cái gì đó, cũng bui mấy căn phòng như thế này nè, đang miễn phí trên Steam á. Hangout là dạng vẽ tay. Cái này thì anh em nào mà dân đồ họa quá mà nghệ sĩ đâu á thì làm được, chứ tôi thì bó tay rồi, vẽ con mèo vẽ con sông nữa. Đó thì đồ họa phong cách vẽ tay là Hollow Knight nè, con game này quá đình đám nổi tiếng nè. Thì đó là một vấn đề, anh em thích cái phong cách nào định hướng từ đầu, như hoài cổ hay là vô sale chẳng hạn. Nói chung mấy cái này là phong cách đồ họa game anh em định hướng từ ban đầu thôi. Thì con này cũng khá giống mà isometric đấy. Cái nữa là giờ anh em có cái phong cách đồ họa, anh em phải quan tâm cái nữa vật liệu. Không phải game mà anh em vẽ xong cái căn nhà là nó ra được căn nhà như thế nào. Đó, anh em làm xong phải ốp vật liệu lên từng mảng nữa. Như anh em muốn vẽ một căn nhà gỗ thì có lớp vật liệu gỗ. Thì tùy phong cách đồ họa anh em phải đi kiếm cái này. Anh em có thể tự làm được, có thể tự chụp được, tự chỉnh sửa được, hoặc là mua, hoặc là xài hàng miễn phí trên mạng. Thì ba cái vấn đề đó thì nó quan tâm nhất là cái vụ bản quyền. Anh em mà muốn mua mấy cái offset như là mấy cái hình ảnh cục xương thì tất cả mọi thứ đều dính đến hai chữ bản quyền. Mình đã làm game qua nền tảng phân phối lên mấy cái nền tảng mà quốc tế rồi, phải tôn trọng cái tiêu chuẩn cộng đồng của họ. Anh em xài hàng gắt hay hàng thuốc vậy đó, hoặc là tải lậu không bản quyền trên mấy cái nền tảng khác á, thì sau này có phốt cái là tiêu luôn. Steam không quan tâm anh em là làm đúng hay sai đâu, họ chỉ quan tâm một điều duy nhất là con game anh em có vi phạm hay không. Nếu con game anh em vi phạm, anh em phải tự chứng minh được. Còn nếu không chứng minh được á, không có show được mấy chứng chỉ nguồn gốc thì con game của anh em bay luôn. Nên thành ra là phải tôn trọng cái bản quyền là cái đầu tiên á. Tốt nhất thì nên mua mấy cái upset trên Steam, trên chính chủ á. Đó, thì trên đây là mấy upset này miễn phí. Anh em tất nhiên là mua mấy cái hàng xịn sò nó phải trả phí rồi. Như mấy cái gói này thì mấy chục đô nè. Thì thường là một hai gói thì không đủ để làm game đâu. Thì ngoài ra anh em mua bản quyền thì sau này nó có cái upset á, nó có update gì anh em vẫn chạy thuộc kịp. Như anh em lên cái phiên bản Unity hay là anh Unreal lên phiên bản mới á, cái upset này đôi lúc nó cần chỉnh sửa nữa, như cập nhật về ánh sáng nhiều á, nó sẽ lên theo luôn. để tôi coi có cái mail gì gần đây nó up. Xin to nè. Như cái gói tôi mua thì lâu lâu nó up đáp thì họ có không báo về up đó, up về những cái gì. Thì tôi cũng mua khá nhiều asset trên này, chủ yếu phục vụ trong game á. Thì tốn thì tốn chứ biết sao giờ. Gọi là đầu tư thôi. Như cái đinh gạch này cũng khá lớn nè. Đó, anh em nhìn cái bộ asset của họ rất nhiều thứ nè. Nó thể dựng được bối cảnh như vậy thì không dễ đâu. Cái này là còn rất là nhiều thứ khác nữa nè. Ngoài ra thì trong cái gói này nó lại còn gói nhỏ nữa. Thì anh em chịu đầu tư bộ asset á, có thể mua rất nhiều chỗ luôn. Lâu lâu người ta cũng tặng mà miễn phí một vài bản. Thì đó là cái chuyện anh em mua bản quyền. Anh em mua rồi không phải xài là được đâu nha. Như cái gói 200 đô rồi đi, nó chỉ có 5 vị trí trong một bản copy rồi. Tức là cái công ty anh em á, anh em làm cá nhân như tôi thì không quan tâm cái này. Còn nếu như anh em làm một cái nhóm mà như dạng một công ty doanh nghiệp mà anh em nhiều hơn 5 thành viên á, thì anh em phải mua cái gói offset này thêm một số tiền để chi vô cái bản chứng chỉ thương mại nữa. Thì mấy cái file 3D người ta share trên mạng rất nhiều, nhưng anh em đưa vô game là không xài được luôn nha. Họ kiện cái là mình bay màu luôn á. Đó, một số cái thì anh em có thể tải lậu về nhưng mà đưa vô game là không được. Tại vì họ có mà truy xuất nguồn gốc được hết. Họ biết cái file nào của anh em mà có thể là lấy từ cái nguồn nào á. Lúc đó là chủ sở hữu họ mà lên tiếng thì mình không chứng minh được là tiêu luôn. Nên tốt nhất thì mình cứ chơi bản quyền trước đi. Đây có rất nhiều cái loại mà chứng chỉ bản quyền này nha. Như NC này là không thể dùng trong thương mại nè. Tức là anh em có thể sử dụng nó để cho học tập hoặc là xài cá nhân một mình. Như là đem chủ yếu là đi sâu giáo trình dạy học đồ đó chẳng hạn. Nhưng mà không được dùng trong thương mại. CC0 là anh em mới được dùng thương mại là thoải mái luôn nè. Nhưng mà hầu hết họ sẽ bán. CC0 là cái người tạo ra tác phẩm họ từ bỏ cái quyền trách nhiệm của họ với tác phẩm luôn. Từ bỏ quyền sở hữu nha. Và khi anh em mua được con đó thì anh em có thể sử dụng thoải mái. Đó, như cái hình của anh nè, như kỵ sĩ nè. Đó, thì khi anh em có thể là mua nó đăng ký nó sử dụng thôi, nó dành cho là bản premium mới được. Thì lưu ý cái chuyện bản quyền thì nó có nhiều loại bản quyền luôn. Tốt nhất là nên đọc nghiên cứu, còn không biết thì nên hỏi, để tránh cái trường hợp mà đưa con game review ra rồi bị kiện là bay màu. Lúc trước thì có rất nhiều thanh niên mà làm con game 4-5 năm trời đưa lên thì lại bị dính một cái tệp âm thanh có khoảng 7 giây thôi, phải gỡ bỏ game luôn. Tại vì kiện ra thì số tiền chi phí đổi vốn lớn lắm, cuối cùng phải bỏ hết. Sau này thay cái tệp khác vô đưa lên Steam họ vẫn không duyệt ha. Tại vì cái nhà phát hành với mà con game nó đã dính phốt một lần rồi. Cái đó là chuyện sau này khi anh em review con game á, thì anh em hoàn thiện hết rồi, anh em sẽ đưa con game lên rất nhiều nền tảng khác nhau. Nhưng con game tôi định hướng ban đầu là game PC đưa lên Steam thôi. Thì đưa lên Steam là mình sẽ tốn ban đầu á, trước mắt là mình tốn 100 đô để tạo cái template. Đó, cái template là cái dạng như anh em bấm vô con game nè. Đó, anh em bấm vô con game nó sẽ ra như thế này, cái này gọi là template. Thì con game tôi cũng phải mua một cái lót mà để tạo template như thế này là 100 đô. Anh em mua 100 đô thì được quyền tạo cái template này nha. Tạo xong rồi anh em phải vô cái quản trị á, anh em đăng cái bảng mấy cái hình ảnh con game, giới thiệu game đồ lên. Khi được duyệt thì nó mới hiển thị ra, còn không được duyệt thì coi như anh em mất luôn 100 đô đó. Mình hiểu đơn giản vậy thôi. Thì trước mắt đưa lên game Steam là tốn 100 đô, họ ăn thêm 30% phí nữa. Như như con game của tôi bán là như 37.000 nè, bán được họ ăn thêm 30% phí, trừ thẳng vô cái giá gốc này luôn. Tức là 0.3 nhân 37 là 121.1 á, 11 không, 3 số 1 á. Tức là họ ăn 11.000.1 đồng đây rồi. Còn lại khoảng 26.000 thì nó mới về túi tôi. Mà 26.000 nó về tới thì nó sẽ trừ thêm một mớ nữa. Như Việt Nam mình với mà Steam á, không có mà gọi là cái phí, không có là gọi là cái hợp đồng phí thương mại đó. Thì tôi cũng chả biết họ nói cái sao nó làm sao nữa. Thì nó sẽ bị trừ thêm một mớ tiền nữa. Thì nói chung là anh em cứ chia nửa giá con game đang bán ra, khoảng phần nửa, gần tới phần nửa thì nó về được túi tiền đó. Nhưng game này bán 37.000 nè. Thì khi một bản với người Việt Nam mình mua thì về túi tôi thì còn được khoảng 17.000 tầm đó. Thì cũng được ly cà phê rồi. nhưng mà khó lắm, không gài thì cũng chả mua nó đâu. Tại luật hiển thị trên Steam nó cạnh tranh rất nhiều, mỗi ngày có khoảng 300-400 con game như thế nó ra đời, nó cạnh tranh cùng lúc với nhau. Trừ phi là anh em là tên tuổi lớn hoặc là ba thôi, còn lại thì khó lắm. Đó, như một ngày có rất nhiều con game để mà ra mắt rồi cạnh tranh à. Thì đang cái đợt summer sale này nữa, chứ bình thường ngày đầu khoảng là 40 đến 60 game á, thì đa số trong số đó đều chết hết, khoảng 99% là hết vòng đời 1 tháng là chết luôn à. Thì đây đa số là hết cái summer sale là ngày 14 á, thì đúng ngày 14 thì ra mắt rất là nhiều game nè, mấy chục game nè. Tôi đảm bảo trong số này thì sẽ sống sót được khoảng không tới 5 game trong ngày đó nè, không tới 5 game trong ngày 14 này sống sót đâu. Đa phần là game 18+ là anh em thấy đó. Thì đó review Steam. Epic thì dễ hơn, Epic hình như đưa lên phí rất là rẻ hay là miễn phí gì luôn á, tôi không biết, tôi chưa liên hệ với họ, cũng chưa có đọc qua nữa, cũng khá ít người đưa lên đây. Được cái Epic miễn phí à, họ chỉ ăn 10 mấy % của mình thôi. Nếu như doanh thu anh em là $100 thì họ sẽ chỉ ăn là $10 mấy trong đó thôi, rất là rẻ luôn. Ngoài ra Epic thì support rất là nhiều cho dev, chứ không phải là như Steam. Anh em đưa lên Steam hơi cực tí, nhiều khi gửi mail hỏi mà họ không trả lời, rồi tự biết. Với nếu có thì cũng lâu lắm, thường tôi nhớ lúc trước mỗi lần hỏi cái gì là phải chờ 3-5 ngày đó. GOG cũng một nền tảng phân phối game, thì đưa lên GOG cũng như Epic vậy đó, rẻ hơn tí. Còn ít này thì chắc anh em làm dev indie thì sẽ biết rất nhiều, ít video nè, IT CH. Thì đây là nền tảng game phân phối hầu như miễn phí luôn, anh em dev được game đưa lên đây. Chính vì vậy nên tỷ lệ cạnh tranh của nó rất là cao đó. Cái này rất là nhiều game miễn phí, từ demo cho tới trả phí luôn. Ngoài ra anh em bán game như này cũng được, bán game như này thậm chí có thể tự động chia sẻ doanh thu với mà cái trang ít này, bao nhiêu thì tùy anh em muốn, thì anh em có thể set 0% cũng được, còn nhiều thì 50%, 70% gì muốn chia cho nền tảng này cũng được. Tuy nhiên thì cái tỷ lệ cạnh tranh trên này rất là nhiều, mấy cái dự án gọi vốn trên Kickstarter hay chẳng hạn đó rồi đưa lên đây đại đa số luôn. Thì ngoài ra anh em đưa cái dự án anh em lên đây á, thì có thể là người ta mua trên đây, anh em gửi cho họ một cái key nữa để họ nạp vô Steam. Tất nhiên là Steam nó có quy định chính sách riêng, nhưng mà anh em vẫn có thể làm tuân thủ chính sách của họ. Thì mobile thì cái phí, nói về cái phí thôi nha, chứ cách thức review hay là phát hành gì sẽ không có đào sâu vô. Mobile thì tôi chỉ đọc thôi chứ chưa làm. Mobile thì khi anh em review con game lên mobile á, nếu như anh em mà dùng app to là iOS á, Apple to nè, thì sẽ tốn $99 cho cái tài khoản mà Apple Dev. Mà anh em làm chuyên nghiệp hơn, chi tiết hơn á, thì phải tốn tới gần $300 nữa. Thì họ vẫn ăn doanh thu 30% thôi. Đó, thì sau đó sẽ giảm xuống 15%, mà ăn 15% sau 12 tháng. Cái này 15% rất là ngon luôn, không có như Steam. Steam ăn 30% trọn đời luôn á. Thì ngoài cái mà 30% này, họ trừ thêm rất nhiều thứ phế má nữa. Khi gửi về Việt Nam thì nói chung giá game anh em chia nổi tiền ra gần tới phần nửa, khoảng 49% á, lúc trước tôi tính là vậy. Vậy anh em bán con game mà được mà doanh thu lợi nhuận sau thế $1.000 á, thì về đến tay anh em là còn khoảng $490 mấy. Thì nếu như anh em qua cái nhà phát hành á, thì tốt hơn là tự làm nha. Anh em làm game thì dễ lắm, nhưng anh em phát hành game mới mệt á. Tốt nhất là anh em nên tìm một cái nhà phát hành. Tí cái này thì tí nữa nói sau. Còn cái Apple Store thì Google Play thì cũng tương tự vậy luôn, anh em chỉ tốn một lần đăng ký là $25 thôi. Sau đó thì anh em có thể cũng như trên, chia sẻ doanh thu 30%, sau năm đó 15%. Thì mấy cái nền tảng ở dưới này thì tôi không biết, review shop to rồi thì cũng chả biết luôn. Nên cái này anh em nào chuyên cái mảng này thì nói, chứ còn tôi nói thì nói bậy đó. Amazon rồi, review shop có cả mà trên cái thiết bị đeo luôn nè. Thì cái này rồi không chỉ game mà là gọi là app luôn á. Console thì tôi mù tịch luôn, chả biết cái này. Như Xbox với PS rồi không biết đưa game lên đó làm sao nữa. Còn cái nhà phát hành, anh em đưa lên game lên Steam thì nên quan tâm cái nhà phát hành. Như con game của tôi là tôi tự phát hành luôn, thành ra nó rất là xịt, hầu như là không có tương tác. Tại vì tôi đâu có marketing hay quảng cáo đâu, một vài anh em Việt Nam vô thấy thôi. Với gần đây thì lâu lâu có bên Nga dành người chơi đâu nữa. Thì đây, ở trên là nhà lập trình viên nè, còn dưới là nhà phát hành. Thì tôi không có phải nhà phát hành nên tự tôi phát hành luôn, cũng đưa một cái bản demo lên trước. cho mọi người chơi rồi rút kinh nghiệm rồi mới đưa lên bản chính. Còn anh em nào mà mấy con game lớn lớn anh em muốn thì tốt nhất là nên thông qua một cái nhà phát hành, có thể ký với họ, cái này họ tự phân phối được phát hành khi họ lớn nè. Còn mình nhỏ nhỏ thì tốt nhất là indie nữa, nên tự qua một cái nhà phát hành cái này. Cái này là phải phụ thuộc vào bên thỏa thuận này. Nếu anh em muốn làm chuyên nghiệp hơn, nhà phân phối là nhà phát hành là Xbox rất là lớn đó. Thì nhà phát hành họ phân phối rất nhiều con game như thế này. Nhưng nhà phát hành này thì có 6-7 game mà họ hết thì rất thành công luôn. Họ có chính sách marketing nè, họ liên hệ đến streamer để mà stream con game mình nè, gửi các bản cây đến các nhà báo đồ bên đó viết, họ viết bài báo rồi quảng cáo rồi đó chẳng hạn. Thì cái chi phí nhà phát hành họ sẽ coi cái quy mô chất lượng con game mình ra sao, họ mới chấp nhận cái đầu tư nó hay không. Thì tất nhiên nhà phát hành sẽ ăn một phần lớn nữa. Đối với cái ghép indie như hồi đó tôi mà liên kết đó, thì họ thường ăn là 73 hoặc là 28, 73 hoặc là 82 đó. Họ ăn 7 mình ăn 3 nha. Tức là con game mà 10 đô mình bán trên Steam á, thì về đến tay anh em thì còn bán 2-3 đô thôi, thậm chí không tới 2-3 đô đâu. Nhưng mà chắc ăn là nếu như có fan nhà phát hành thì nó vẫn hơn là anh em tự phát hành game của chính mình. Không có chính sách marketing hiệu quả là mạnh lắm. Tại vì người ta chơi game chủ yếu là đến thị trường Bắc Mỹ nhiều hơn. Mỹ thì châu Á mình ít lắm, hầu hết là Mỹ thôi, Mỹ châu Âu. Thì bên đó họ chuộng là tiêu Twitter, thì anh em làm game này tạo cái tài khoản tiêu Twitter nữa, thì marketing trên đó là hiệu quả nhất. Đó mới là bước đầu thôi, chứ sau này lên phân phối con game thì còn rất là nhiều bước nữa, để làm rất là nhiều lu sabu luôn. Là anh em nhìn vô là thấy cái mà đặc trưng của nhà phát hành hiện ra liền là thấy không đó, họ chơi cái bo diện trắng dòng chữ này. Thì nhà phát hành thì cũng có tên tuổi thì càng tốt, càng tên tuổi họ càng lớn thì họ ăn thi bằng càng nhiều thôi. Nhưng mà cái vấn đề đó thì sau khi anh em làm xong con game đã ha, tính tới. Còn như game cỏ như tôi thì liên hệ nhà phát hành đồ thì có khi lỗ thêm đó. Họ thấy anh em con game mà có tiềm năng triển vọng thì anh em có thể liên hệ với họ, đầu tư thời gian á, rồi đi cái thỏa thuận rồi chẳng hạn. Họ ăn nhiều hơn, tức là doanh thu anh em giảm, nhưng mà bù lợi thì cái doanh số nó tăng trưởng hơn rất là nhiều. Tính ra thì trường hợp lời lãi thì nó tùy anh em thôi. Thì đây là cái kinh nghiệm phân phối con game đầu tiên. Thì con game này ơi là Logic Escape nè, con game mà tôi dự định thì hoàn thành vào năm sau. Đây là cái mấy logo tự vẽ nè. Ban đầu thì ý tưởng nó chỉ là như thế này thôi, thì cũng vẽ, nhưng mà cầm cái con chuột dễ vẽ vậy thì đưa lên cũng thiết kế ra, tìm cái phông chữ rồi ốp vật liệu lên đồ. Hiện game này thì tôi dự định đầu cố gắng trong 2024, thì chả biết làm tới đâu nữa. Thì vẫn là game giải đố thôi, giải đố thì nó đơn giản lắm, chủ yếu yếu tố tương tác á. Gameplay càng đơn giản thì anh em càng đỡ phải lo cái vấn đề là feedback. Nhưng mà cái nó đơn giản quá nên cái hướng phát triển nó thì rất ít, thành ra phải đánh vào sự sáng tạo á. Còn nếu như mấy con game hành động đồ thì anh em bui nó thì khó ban đầu thôi, nhưng sau này anh em phát triển content nó lên thì dễ hơn. Anh em có thể tạo những cái boss mới rồi chẳng hạn, cái khu vực map mới, boss mới là cho nó đánh chiêu thức mới, bộ kỹ năng mới, vật phẩm mới. Nhưng ra còn nếu như game giải đố thì quay đi quay lại nó vẫn chỉ có nhiêu đó. Anh em phải nghĩ ra hệ thống câu đố mới, cái điều rất là khó khăn luôn. Mà bui con game giải đố thì đương nhiên ở đơn giản hơn game hành động rất là nhiều rồi. Cái dân không chuyên như tôi thì chỉ có thể bui được trong game này thôi, mấy cái khác thì tôi bó tay rồi. Dạng tự học tự mò mà và cả không có thời gian nữa, nên sau một thời gian thì cuối cùng lại chốt lại tiếp tục làm dòng game này. Ban đầu thì tôi định làm game 2D rồi, nhưng mà anh em lưu ý là game 2D nó không có dễ hơn 3D đâu. 3D ít ra là nó còn giống thực, anh em có thể tìm kiếm được. Như anh em quăng cái vật phẩm á, anh em có thể tính vector ra cái vật phẩm nó bay đâu, thì nó va chạm nhau như thế nào được. Còn bên 2D nó khó hơn rất là nhiều. Bên 2D thì nhìn trông có vẻ đơn giản, nhưng mà thực tế nó không khó không thua gì game 3D đâu đó. Mấy cái chỉ số ẩn rất là nhiều luôn, tính toán rất là phức tạp. Như một con game này bao nhiêu cái icon như thế này anh em mua 90 đô là khoảng 2 triệu Việt Nam đồng. Thì game tôi là cũng dạng game nhà nghèo tự làm một mình, nên mấy cái upset mà giá cao như thế này thì gần như không dám đụng tới đâu. Khoảng dưới 20 đô thì tôi mới dám đầu tư và đợi nó giảm giá nha. Giảm giá không biết khi nào nó mới giảm thôi. Anh em mua mấy cái upset này thì được cái quyền chủ động của họ, thắc mắc cái gì liên hệ với dev, họ trả lời liền rất là nhanh luôn đó. Cái này là cái gói miễn phí của trên Epic, cũng có nhiều cái gói miễn phí lắm, tuy nhiên thì dùng mấy gói miễn phí anh em sẽ là khó phát triển hơn, tại vì đa phần là nó chỉ có giới hạn cho bao nhiêu đó thôi, mở rộng ra nữa thì phải bỏ tiền mua. Thì nhưng mấy cái gói này là miễn phí mà chất lượng khá tốt nè, hầu hết Epic thì mỗi tháng nó đều cho mình vài gói miễn phí hết đó. Còn lại anh em thì cứ đầu tư cứ mua nhiều mấy cái gói nào, những gói này đang sale, thì có thể quan tâm tới đầu tư một tí. Dùm bài giá 400. Thì anh em thấy cái to trên mà của Ngân Guild này thì nó thua kém store của mà Epic rất nhiều, của store của Unity rất nhiều. Thêm nữa cái lầu chơi Epic thì đúng là tệ thiệt, nhiều lúc mở lên làm game mà nó cứ quay hoài luôn. Mở cái Gojek thì nó lại thông qua một cái mà lâu chơi của Ngân Guild nữa đó, mở cái Gojek nó phải thông qua đây. Thì tôi cũng tỉa hết mấy cái linh tinh hết này, giờ giữ lại vài cái chính thôi, game cũ thì vẫn còn giữ một kỷ niệm đó. Thì mấy cái này là mấy cái tôi mua với miễn phí tôi nhận, thì nhiêu đây thì chỉ là chưa đủ làm đâu. Ngoài ra thì có mua trên mấy cái nền tảng khác rất là nhiều nữa. Thì chủ yếu là anh em phải tuân thủ cái chứng chỉ thương mại á, chứ sau này có kiện tụng bản quyền đầu thì mệt lắm. Chính cái đó thì mấy con game indie gần như bay màu liền luôn, nhưng cái này rất là thú vị nè, nhưng mà giá rất là cao. Chỉ một cái model như thế này mà giá 300 ngàn. Đây là có cả cái vật dụng để tạo cái căn nhà này đó. Chữ em nên mua là dựa vào cái số lượng upset như thế này. Mấy cái mẫu này thì như thế này thì tôi tự làm được, hơi tốn thời gian tí thôi, bởi vì thì mua nó cũng khá tốn tiền. Anh em có tiền thì quất cọc tiền là lấy luôn xài luôn, còn nghèo nghèo như tôi thì tự dựng thôi. Ba cái này có thể làm, cái khiên nó cũng có thể làm được nữa nè, còn như mấy cái này khó hơn tí. Thì nói chung là chuyển qua cái đồ họa, cái phong cách lau poly này thì tôi tự chủ được nhiều thứ hơn, vẽ tay được hơn tí. Đẹp thì tất nhiên không thể đẹp được gì rồi, còn nếu em muốn cái đồ họa chân thực thì nó có những cái như thế này đó, nhìn rất là realistic nha. Cái cây gõ hơi giả tí nè, nhưng mà phải tối ưu. Realistic thì đẹp thì có đẹp thiệt, nhưng mà tối ưu mới là một vấn đề á. Unreal thì nó mạnh về ánh sáng và cái mảng 3D, cái ánh sáng Unreal rất là chân thực luôn. Bản gần đây họ còn update thêm một cái mới cho Lumen đó. Tuy nhiên đẹp là một chuyện, còn chạy nổi hay không đây là một chuyện nữa đó. Anh em nhìn cái đồ họa nó rất là đẹp chi tiết nè. Còn nếu như anh em mới bắt đầu thì phiên anh em theo mà Unity thì ngon hơn, tại Unreal bây giờ nó phát triển rất nhiều, lỗi cũng rất là nhiều nữa. Cái hai phiên bản này tôi thấy phiên bản nào cũng lỗi, nên tôi phải cài lại phiên bản 4.0 để mà lấy mỗi cái phông chữ thôi đó. Cài nguyên cái phiên bản 4.0 để lấy mỗi cái phông chữ mới nhét vô mấy cái bản mới này luôn. Chả hiểu sao mấy bản mới này nó không nhét được phông chữ luôn, thì cũng cài xong mới gỡ ra. Anh em làm game thì tính thêm chuyện backup nữa nha. Backup anh em hãy dùng thằng sim folder này để sao chép chéo giữa các ổ cứng với nhau. Như con game tôi là đang để bên cái ổ S nè đó, đang để bên cái ổ SD á, thì mỗi lần có thay đổi gì nó sẽ xin qua cái ổ khác. Ngoài ra thì nó cũng đăng lên Google Cloud chẳng hạn, một bản nữa, để phòng trường hợp như máy tính anh em có sự cố hỏng hóc là mất trắng dự án là toàn luôn đó. Anh em làm công ty doanh nghiệp thì họ có cái server chuyên mặc định thì khỏi lo, còn anh em làm cá nhân tại nhà như tôi thì nên quan tâm chuyện backup đi, chuyện người mất trắng cái tài sản của họ cố gắng trong nhiều năm rồi. Thì mỗi lần mà có cái gì thì cứ theo lượt hàng ngày. Cái xin folder này có sẵn trên Win, anh em chỉ mở cái Microsoft to lên cài có thôi. Này dạng backup dữ liệu thì anh em có thể đưa lên đám mây cũng được đó. Thì trung bình một con game là khoảng 1 đến 200 GB, anh em tối ưu cái ổ cứng là được. Cái ổ cứng SD có một cái vấn đề là một khi nó đã hỏng rồi là dữ liệu bay màu luôn, nó là dạng cái chip nhớ lát đó. Nên anh em tốt nhất là lưu trữ, vẫn nên lưu trữ trong HDD. Mình chỉnh sửa mình xài dự án thì trên đó SD, nhưng mà khi lưu lại xong hết dự án á thì bắt đầu nó sẽ tự động xin toàn bộ những cái hay mới của anh em mới cập nhật qua cái ổ mà HDD riêng. Tại từ cái ổ HDD đó nữa anh em có thể đưa một phiên bản lên mạng Chẳng hạn như anh em lưu cái này là vẫn cục bộ trên máy thôi, ăn trộm hay là mưa gió xét giật thì nó đập vô máy anh em cái là mất luôn, nó chắn đồng bộ dữ liệu. Nên tốt nhất là hắn tìm một cái ở trên mây nữa để đưa nó, thì mình xin ra càng nhiều thì càng tốt. Hơi mất thời gian tích cực ban đầu để setup tí nhưng mà nó an toàn. Hiện tại thì cũng hết cái để nói này, cũng ít thời gian chơi game, bây giờ tiếp tục làm những dự án đó thôi. Thì hy vọng mà kịp trong năm 2024 này, tại vì tháng 7 đến tháng 9 rất là bận. Định ban đầu dự định là làm sao tháng 9 đó, nhưng mà rủi rủi tí tháng 6 nên bắt đầu làm luôn. Từ hình như là từ ngày 16, 17 tháng 6 làm tới giờ, tính ra nửa tháng cũng được khoảng 5% dự án. Tự đặt ra 500 thôi, cũng chả biết quy mô nó như thế nào nhiều nữa, có khi bây giờ góp luôn chẳng hạn. Thì hệ thống câu đố thì chắc vẫn moi vài câu từ cái game cũ là thôi, chứ giờ nghĩ là cái hệ thống mấy chục câu đố đó thì cũng chưa chắc lắm. Nên ít nhất là cũng moi khoảng vài chục câu đố bên cái mà game cũ này qua, chứ mình đổi cách tương tác vậy đó. Em từ hai câu này thì mà được đáp án dễ dàng nha. Đây 3 0 9, trí nhớ vẫn còn tốt lắm. Lúc đầu thì tôi để bản đồ Việt Nam đó, nhưng mà vẫn là vi phạm mấy cái quy định trên Steam vậy đó, nên đổi thành bản cờ Việt Nam thôi. Sẽ đưa cái đồng xu này vô tiếp. Thép thì con game này coi như là kết thúc dòng đời rồi. Tôi sẽ cố gắng update thêm một vài bản nữa rồi ngưng thôi. Còn lại thì phát triển thêm dự án mới. Thì con game đó đáng lẽ không có sống được gì đâu, cũng nhờ vài anh em Việt Nam đó, nên cảm ơn anh em trước. Chứ không thôi là con game cũng bay màu từ sớm, chứ không có thôi thóp được tới giờ. Thì nhìn chung tỷ lệ cạnh tranh mấy con ngành game này nó cao lắm. Tôi không phải dân trong nghề đâu, chỉ mò mò tự học nên biết được nhiêu biết. Chứ còn anh em trong nghề thì tốt nhất lên mà có studio hoặc là học ở trung tâm chuyên nghiệp, làm dự án là tập trung dự án thôi, chứ còn làm 2-3 việc cùng lúc là khổ lắm. Mỗi ngày thì chỉ dành được vài tiếng để làm game thôi. Đây là cái list game mà Steam để phát họ miễn phí tới giờ tôi chưa có thời gian chơi nè, cũng khoảng là nửa tháng rồi đó, nửa tháng rồi đó. Thì từ lúc đó tới giờ đâu có thời gian chơi đâu, mới chơi được có khoảng 2 con game thôi, mà 2 con đó tôi xóa rồi, 3 con nhé, 2 hay 3 thôi, tôi cũng chả nhớ nữa, hình như được 2-3 game á. Rồi được 3 game, thì bây giờ cũng còn rất nhiều game luôn. Hầu hết những cái game hay. Đợt này Steam Netfest thì có mà Summer Sale này cũng khá là ấn tượng. Để anh em có thể coi lại cái video cũ rồi thôi, những con game ra mắt trong tháng 7. Thì cái đợt Summer Sale này thì nó rất là tệ, cũng không có tệ nhưng mà nó ảnh hưởng đến mấy game khác. Trong vòng 14 ngày tiếp theo thì hầu hết không có game nào ra mắt luôn. Thì đơn giản là nó ngay cái đợt Summer Sale nên mấy nhà phát cái mà game họ review á, họ tránh ngày hết. Đó, anh em coi từ cuối tháng năm ngoái tới mà tới ngày 12 nè, hầu như là không có game nào ra mắt luôn. Đây là những con game mà lớn hơn 100 follow nha, chỉ có một vài game thôi. Tính ra thì được khoảng 3 game này gây chú ý mà. Đó, vì đa số họ tránh cái đợt mà Steam, mấy sự kiện của Steam nên họ tránh luôn. Thì sau ngày 13 thì bắt đầu đông dần lại nè, anh em thấy không? Nên thời gian rảnh rảnh nó cũng tranh thủ chơi. Thì bây giờ tôi cũng dạo dạo coi có game gì chơi không. Hôm nay chủ nhật mình cũng nghỉ ngơi một tí, chứ thức đêm làm game này nhức đầu dữ lắm. Rồi, bye bye anh em. Thì đây dạng như một cái dev log thôi, cũng không có chia sẻ gì nhiều.